Kênh bán nhà quận 7 chính chủ đã trở lại nha cô chú anh chị. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Nhà mình là đồng sở hữu nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình để cô chú anh chị còn xem tiếp theo những căn bất động sản tiếp theo của bên bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 3m3, dài 7m rưỡi, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Nhà mình là đồng sở hữu nha anh chị. Nhà mình cách hẻm xe hơi nó khoảng chừng 15-20m nha anh chị. Đây, mình quay trước đường trong đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Đây là cái đường ngoài 2295 mình đi vô nha cô chú anh chị. Đó, đây cách ra đó nó khoảng chừng 20m, 30m là hẻm xe hơi nha anh chị. Xe hơi mình đậu đó. Mình đi độ vô đây, nhà mình đồng sở hữu 4 căn nha anh chị. Nhà mình đồng sở hữu 4 căn. Đây. Đó, nhà mình là căn gốc luôn. Đây là nhà mình. Đó. Nhà mình là căn gốc. Đây. Đó, trước sân nhà mình khá rộng rãi luôn nha anh chị. Hẻm trước nhà mình được 3m luôn nha. Mình cách hẻm xe hơi nó khoảng 30m. Nhà mình một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.290.000, còn thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. 1.290.000. Nhà mình hướng Tây Nam nha anh chị. Đây, mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong nhà mình. Nhà mình là có hai lớp cửa nha anh chị. Ở ngoài lớp cửa sắt, ở trong mình còn một cái lớp cửa kiến nữa nha anh chị. Mua bán thì chủ nhà cũng có trang bị sẵn cho mình sofa đồ sẵn nha anh chị. Nhà mình nhà mới, cô chú anh chị mua về là chỉ có dọn vô ở thôi nha. Đây, mình mời cô chú anh chị vào bên trong. Đây, bên trong nhà mình ở phía sau thì chủ nhà cũng đã trang bị sẵn cho mình một cái bếp rồi nha anh chị. Bếp ga chưa xài luôn nè, bếp còn mới luôn. Trên đây cũng có trang bị cải bếp đồ sẵn rồi. Dưới đây vệ sinh thì cũng có trang bị một vệ sinh dưới tầng trệt nha mình. Nhà mình thì cũng trang trí khá rộng rãi luôn, toán luôn. Nhà mình nhà mới luôn nha anh chị. Mua về chỉ dọn vô ở thôi. Nhà mình có diện tích là ngang 3m3, dài 7m rưỡi. Nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 1.290.000, thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà mình đồng sở hữu 4 căn nha. Mua bán ký công chứng uy quyền giao sổ luôn nha. Đây, mình mời cô chú anh chị đi lên lầu 1 để mình xem lầu 1 nhà mình. Cô chú anh chị nào muốn xem nhà thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913 781712. Mình sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Đây là phòng sau nhà mình. Phòng sau nhà mình thì cũng có cái cửa sổ, thì chủ nhà đã trang bị sẵn cho mình máy lạnh rồi nha anh chị. Đây là máy lạnh nhà mình. Nhà mình ở hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 3m3, dài 7m rưỡi. Nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá 1.290.000, còn thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà mình là nhà đồng sở hữu 4 căn, mua bán ký công chứng ủy quyền giao sổ luôn nha anh chị. Nhà này rẻ nhất khu thị trấn Nhà Bè luôn nha anh chị. Đây, mình mời anh chị lên trước nhà mình. Nhà mình hướng Tây Nam nha. Đây, cái vệ sinh lầu 1 nhà mình đây. Phần trước mình rộng luôn nha. Có hai cửa luôn mà rèm cửa chủ nhà cũng đã trang bị sẵn cho mình rèm cửa rồi nha cô chú anh chị.
Nhà mình ở hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 3m3, dài 7m5. Nhà một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá 1.290 tỷ. Nhà mình đồng sở hữu 4 căn, mua bán ký công chứng ủy quyền luôn cô chú anh chị nha. Nhà mình hướng Tây Nam nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Rồi, để cô chú anh chị còn theo dõi tiếp theo những căn nhà bán nhà bên bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Mình có người thân thì mình chia sẻ với người thân mình được để lựa chọn để mua được những căn nhà tốt hơn nha cô chú anh chị. Đó, thì mình xin nhắc lại với cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 3m3, dài 7m5. Nhà một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.290 tỷ. 1.290 tỷ đồng sở hữu, còn thương lượng với chủ nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà thì cứ liên hệ cho mình sẽ có sẵn sàng với cô chú anh chị qua để mình xem nhà nha. Mình xin kính chào đến cô chú anh chị rất nhiều nha.